Cái gì Mai Trinh nói kính chào Thái tử, rất vui mừng anh lên live stream trực tiếp, mong ngóng anh nhiều, cảm ơn anh rất nhiều. Cái thứ nhất nói với Mai Trinh biết trên này úp úp nở mở nữa nữa anh cũng chưa có trực tiếp xưng anh là thái tử gì hết, nhưng mà anh có bốn ông rồng hộ mệnh, và anh cũng chưa từng xưng anh là Phật Di Lặc hay là Minh Vương hay là vua Kiệt hồi quy xử những kẻ vô nghì gì hết nha. Ở ngoài kia là người ta đưa anh lên rồi người ta để cho như là đánh banh là cúp gì đó, phải có chánh kiến coi. Nhưng ở cái thời này hai cái bài kính thiên á, là ở trên mẹ đã viết ra bài đó là ban cho thái tử là người lập ra, đó là cái câu ở trong cái kinh thơ của mấy vị cho ra, cái đó là mấy vị nói thì người ta theo cái đó người ta nói. Nhưng mà Kiệt cũng không có bao giờ mà giống như xưng hô như kiểu ông mấy người khác, Kiệt không có cái đó. Nhưng mà thật sự là Kiệt là người đặc biệt, mình như mình đánh bài poker với đánh bài kéo á, năm cây cây đầu tiên lập ra, Kiệt thật sự là người đặc biệt, người truyền tin. Còn bốn cây con bài úp thì để lúc đó đức thầy á, ngài xuất hiện thì ngài lập bốn cây trả lời. Chứ đừng có hiểu lầm là Kiệt xưng hô rồi á, này nọ, cái đó là do người ta đánh phản ảnh tâm lý nghe quý vị, coi chừng á là không có chánh kiến là sập bẫy của thiên ma. Có cái người là ta là Ngô Tấn Kiệt thiên ma đạo ai là Phật tự nhiên lấy tên mình rồi chửi mình á, người này cũng rảnh thiệt, nghe tôi cái gì đó coi nhiều lắm, nó tới mấy chục ngàn đứa, mỗi đứa lãnh 3 triệu một tháng đâu có gì mà mấy hai khoảng 20 ngàn, tội nghiệp làm cái nghề này thất đức chết luôn.